Má chào chúng con. Hôm nay chúng ta mừng lễ gì chúng con? Hôm nay chúng ta mừng lễ gì? Cả các anh các chị giáo lý viên luôn trả lời. Lễ gì? Lớn lên. Lễ Đức Mẹ Mừng Côi. Nói đến Mừng Côi thì chúng ta thấy rất là quen thuộc. Cái cách đọc kinh Mừng Côi là như thế nào? Ai trong chúng con có thể nói với mà với cộng đoàn được không? Cái cách lần chuỗi Mừng Côi là lần như thế nào? Cách lần chuỗi Mừng Côi đó con. Vẫn hai thứ tiếng luôn càng tốt. Bình yên không? Rồi tiếp tục đọc gì nữa? Nhưng mà mình lần chuỗi là mình lần như thế nào? Mình đọc Ơ-a-ma-a-che là kinh lạy cha, xong rồi mười cái kinh hoặc mười kinh kính mừng. Rồi sang dần. Nhưng mà trước khi mà mình đọc kinh lạy cha thì mình đọc cái gì? Ma hiểu ý con nói là con trả lời rất là đúng rồi. Tức là đầu tiên là làm dấu thánh giá, đọc kinh ăn năn tội, cao kinh cáo mình, kinh tinh kính, và bắt đầu đọc một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, một kinh sáng danh, rồi bắt đầu đọc kinh kính mừng, mười kinh, một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng và kinh sáng danh. Nhưng mà trước khi vào một kinh lạy cha và mười kinh kính mừng, chúng ta đọc cái gì? Có ai cứu vua nông nè? Kể cả các anh các chị giáo lý viên. Vua trả lời giỏi, đúng chứ không sai, tốt. Tiếp tục, ai cứu vua? Mình đi ha. Một chàng pháo tay cho vua cái coi. Kinh Mừng Côi nó có mấy màu nhiệm? Ma quên rồi, nhắc giùm ma đi. Năm sự vui, năm sự thương. Năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng, năm sự sáng. Rồi tôi kẹt bên kia. Một tràng pháo tay cho mỹ nhân các cách.
Rồi bây giờ bạn nào đọc cho ma cái kinh kính mừng? Bạn nào? Người nào cầm micro người đó đọc luôn. Đứng lên đọc kinh kính mừng cho ma. Đọc chậm thôi. Đọc chậm thôi. Bạc cơ bưng hàm. Mình hiểu chưa? Đọc tiếng Anh cho mấy người không biết tiếng Sa Lai. Đọc chậm thôi. Một chàng pháo tay thật lớn coi. Giỏi. Câu hỏi này khó. Bạn nào trả lời được thì là hay. Còn không trả lời thì ma trả lời. Cái nội dung của kinh kính mừng đó được trích từ đâu ra? Câu hỏi này hơi khó một cái. Cái này thì chắc các anh các chị giáo lý viên trả lời thôi, chứ các em thì nếu em nào trả lời được thì giỏi. Cái nội dung kinh kính mừng á là trích từ đâu, lấy từ đâu ra để có cái câu đó? Dương trả lời được không? Con trả lời được không? Lấy cái micro cho các bạn nghe luôn. Kính mừng Luca ngày hôm nay. Một chàng pháo tay cho Dương. Cái lời kinh kính mừng ấy được dệt nên bằng cái lời chào của thiên thần. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Hoặc bà ác mẹ. Hoặc bà ác mẹ. Cả nhà thờ mình đọc lớn coi. Maria bạ cơ bưng hàm, ê tổ con ý. Dễ thuộc không? Dễ nhớ không? Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Hoa ở kế độ tôm ý. Và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Một cái lời kinh phải nói rằng rất bình dân. Thậm chí cả những người không biết đọc, không biết viết cũng có thể đọc được. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Cái phần sau của kinh kính mừng là gì? Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Cái lời kinh kính mừng đó rất là hay. Lời đầu tiên đó là nói về cái lời chào của thiên thần và khẳng định rằng là khoa ở tê tổ tôn y, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Mẹ Maria được phúc là mẹ của Chúa Giê-xu. Và sau cái lời chào ấy khẳng định được mẹ là mẹ của đấng cứu độ, thì cái lời kinh kế tiếp đó là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con thấy lời kinh hay không? Quá hay đi chứ. Dễ nhớ, dễ thuộc và dễ đọc mọi lúc, mọi nơi. Rồi, nãy giờ là ma cùng với chúng con dừng lại để hiểu được cái nội dung của kinh Kính Mừng. Ai trong chúng con có khả năng đọc được ít là mầu nhiệm năm sự vui, rồi đến mầu nhiệm năm sự thương, năm sự mừng, năm sự sáng cho ma với cộng đoàn nghe đề? Ai can đảm lên? Giáo lý viên cũng được. Rồi, chia nhau đọc nghe, chứ không có một người đọc đâu. Bây giờ đọc năm sự vui trước đi. Thôi bây giờ đọc năm sự sáng trước đi. Rồi đọc theo tiếng cho ra. Mình ý, một chàng pháo tay cho mình nhớ. Nãy giờ chưa thấy con trai nói ha. Năm sự mừng, đọc dùm cho ma mầu nhiệm mân côi năm sự mừng. Năm sự mừng. Dương, chơi luôn. Bùi thơ ớt. Ai? Năm sự mừng. Mà lo không được, mà lo ráng về học. Ai thuộc năm sự mừng? Mà Tô Ma. Và mình nhân đọc luôn đi, năm sự mừng. Năm sự mừng mà làm gì có Maria Elizabeth ở đây? Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Tobia, Tobia. Mình nhớ, vỗ tay. Rồi, mấy bé bên nhà nội trú đọc cho ma năm sự thương. Năm sự thương nội trú có ai đọc được không? Con can đảm lên con. Năm sự thương. Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Thứ hai, Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Thứ ba, Chúa Giêsu chịu đội mũ gai.
Thứ bốn, Chúa Giêsu chịu phát thánh giá. Thứ năm, Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Rồi, mầu nhiệm năm sự vui. Ai đọc được? Yun, cứu ma coi. Năm sự vui. Các anh các chị ai nhớ không? Năm sự vui. Micro đâu đưa cho Yun? Mình nha, một tràng pháo tay vì đọc giỏi. Ngày hôm nay với thiếu nhi chúng con, ma chỉ dừng lại ở một cái mầu nhiệm thứ nhất của năm sự vui thôi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Jun mới đọc rồi đó, các anh các chị giáo lý viên cùng với nhau đọc lại năm mầu nhiệm năm sự vui thứ nhất cho ma coi coi. Giáo lý viên đọc. Giang Ham. Năm sự vui thứ nhất thì nhắm thiên thần truyền tin cho Đức bà Maria. Ta hãy xin cho được gì? Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Cũng giống như cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó. Khi thiên thần truyền tin cho Đức Maria thì Đức Ma nói điều gì? Mình vỗ tay, mình la nó là nó đừng có giỡn. Nó tưởng là mình kêu nó vỗ tay, nó vỗ theo. Mày đi lễ gặp mấy đứa này vui ghê luôn. Nó nói chuyện, nó nghịch, ma vỗ tay. Mà là nó tưởng là ma hát với nó là mình vỗ cái tay cho đều, là mình vỗ cái tay cho đều. Nó không có tội, bởi vì nó không có nghĩ gì hết á. Dễ thương không? Dễ thương không? Hồi nhỏ thì mình cũng giống như tụi nó thôi. Đó, đứng trên đây giảng mà nó ngồi dưới là nó chặt em à. Ma mời gọi chúng con dừng lại ở cái mầu nhiệm thứ nhất, năm sự vui. Thứ nhất thì nhắm thiên thần truyền tin cho Đức bà Maria, xin cho được lòng khiêm nhường. Xin lỗi, có nhiều người đọc kinh mừng côi, họ đọc rất nhanh, rất lẹ và rất vội. Kinh mừng nhất là người Bắc, mấy bà già Bắc có cái và có thói quen. Kính mừng Maria để hạnh phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Bên kia chưa đọc xong mà Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thế này và trong giờ lâm tử, amen. Cứ là đọc cho nó lẹ. Cái đó là văn hóa, cái văn hóa đó không hay ho gì cả. Cái gì hay thì mình học, cái gì dở thì mình bỏ đi. Cái lời kinh mừng côi chúng ta được mời gọi đọc rất là chậm và phải nói rằng là phải suy niệm. Và chính vì thế hôm nay ma mời gọi chúng con cùng với nhau suy niệm về kinh kính mừng và đặc biệt về cái mầu nhiệm thứ nhất, thiên thần truyền tin cho Đức Maria. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường như lời mà mẹ Maria nói khiêm nhường. Chúng con ở cái tuổi thơ, chúng con ở cái tuổi nhỏ, điều duy nhất mà chúng con cần đó là gì? Điều duy nhất mà tuổi nhỏ chúng con cần đó là gì? Đó là gì? Đó là sự khiêm nhường và vâng lời cha mẹ. Đi học về là đi học về,
Em vào nhà, em vào cha, em chào cha mẹ, cha mẹ khen là em rất ngoan. Đúng không? Em ngoan là em phải vâng lời cha mẹ, em phải nghe lời các anh các chị giáo lý viên các ma. Đúng không nè? Ngày hôm kia lễ xong, ma đi xuống, có người gọi ma làm phép xe. Ma nhìn chiếc xe đó, khi mà ma bước chân lên nhà thờ, ma nói ủa, hôm nay sao có một chiếc xe nào lạ lạ đi lễ đây? Thì ra rằng là mới mua xe. Mà ma hỏi cái chủ xe đó bao nhiêu tuổi. Chúng con biết chủ chiếc xe đó bao nhiêu tuổi không? 21 tuổi. Chiếc xe trị giá là 60 triệu đồng. Chúng con thấy không? Giờ đây chúng ta phải nói rất là nghèo. Gia đình nào cũng như gia đình đó hết. Chúng ta đang còn nghèo. Để mua một chiếc xe như vậy là phải bán mất mấy cặp bò, thậm chí bán đất. Nhưng mà chính vì cái sự đua đòi của tuổi trẻ và sự nuông chiều không đúng của cha mẹ, nên cuối cùng cái nghèo đó nó cứ ở lại, và nó cứ ở lại với Sarai chúng ta. Chúng con là những đứa đang lớn, chúng con đang chuẩn bị trưởng thành, nên chúng con phải suy nghĩ nhiều khi chúng con được ăn, được học, được tiếp cận với mọi người. Đừng có đua đòi, đừng có bon chen. Mình tuổi nhỏ, nhà mình nghèo, có nhiều người đua đòi bon chen và làm cho khổ cả gia đình. Ở trong đây có gia đình nào giàu có giơ tay ma lên cái coi. Có không? Ừ? Có gia đình ai giàu có dư giả không? Giơ tay lên cho ma coi coi. Có không? Có ai giàu có không? Ừ? Trong nhà thờ mình có ai gia đình khá không? Đi vô làng thấy thương lắm. Nhà nào cũng vất vả, nhà nào cũng cực khổ. Vậy mà con cái đua đòi, cha mẹ sắm xe sắm cổ. Đó, đó là những cái gương mà phải nói là gương xấu. Chúng con phải để ý, để chúng con cố gắng tuổi nhỏ của mình. Ngày hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, ma chỉ mời gọi chúng con dừng lại để suy niệm về kinh kính mừng, cũng như chúng con và cả ma nữa suy ngẫm và sống cái mầu nhiệm Mân Côi năm sự vui thứ nhất. Xin cho chúng ta luôn luôn khiêm nhường, vâng lời cha mẹ, vâng lời anh chị, vâng lời thầy cô, vâng lời giáo lý viên, và đặc biệt hơn nữa đó là vâng lời Chúa ha. Cố gắng nha. Cố gắng được không? Được không? Được không? Dạ được. Được không? Rồi, nếu với ơn Chúa chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta nghe lời, chúng ta vâng lời Chúa ha. Mình đi ha. Câu đạo gứt cơ khoa kia.